Hai cô gái đi xe mui trần dự đám cưới gây sốt trên mạng. Suốt ngày hôm nay, cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm cho hai cô gái này. Tối mùng 9 tháng 6 vừa qua, đám cưới của diễn viên Hải Ngọc Hoa đã chính thức được diễn ra trong không khí ấm cúng tại một nhà hàng ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trong dàn khách mời, gây ấn tượng nhất phải kể đến màn sánh đôi của hai cô gái. Cả hai đi chiếc BMW đúc mui trần đến dự đám cưới. Sau khi sự kiện diễn ra, hình ảnh xuất hiện trên mạng khiến dân tình dành nhiều sự chú ý. Danh tính của hai cô gái này được tìm thấy, đó chính là Jin và Xíu, tên thật là Minh Minh và Anh Thư, cặp đôi LGBT nổi tiếng trên mạng xã hội. Hiện tại kênh video của cặp đôi đang có gần 614k lượt theo dõi. Jin và Xíu quen nhau qua mạng xã hội. Từ sự tình cờ này, cặp đôi bắt đầu làm quen, trò chuyện mỗi ngày rồi nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò vào năm 2021. Chuyện tình cảm của cả hai cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình, người thân. Tháng 8 năm 2022, Jin và Xíu xuất hiện trên sân khấu Người Ấy Là Ai. Tại đây cặp đôi đã gây bão khi có màn cầu hôn ngọt ngào trên sóng truyền hình. Em có đồng ý ở bên cạnh Jin chọn đời chọn kiếp không? Trên Facebook cá nhân, Jin và Xíu cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, không ngại thể hiện tình cảm cho đối phương. Hiện tại, cả hai đang tập trung phát triển việc kinh doanh, khi có thời gian rảnh lại cùng đi chơi và đi du lịch.